Khi Hải Nhí lôi con 3 tuổi đã hát sỏi bà Thư Tiến, được mệnh danh là vitamin hạnh phúc, sơ hở chút xíu là nhảy túi bụi. Nhắc đến Sếp Boy Châu Phi, người ta lại nhớ ngay đến hình ảnh một em bé lanh lợi đáng yêu. Chỉ cần xem các clip của sự xuất hiện của cậu bé lại có một nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa. Đặc biệt dù 3 tuổi nhưng lôi con đã rất giỏi ngoại ngữ. Cậu bé có thể hát được 3 thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Angola và đặc biệt là cả tiếng Việt. Thậm chí trong các clip xuất hiện cùng Quang Linh hay Team Châu Phi khác, lôi con còn hát rất sỏi các bài hát thiếu nhi Việt Nam. Đồng thời cậu bé còn vắt nhịp và hát mẫu cho các bạn nhỏ Angola khác hát theo. Từ các ca khúc quen thuộc như Cháu Lên Ba, Bà Ơi Bà, Con Cò Bé Bé, cậu bé còn thể hiện các bài hát chúc mừng sinh nhật dành tặng Hoa hậu Thùy Tiên. Đầu tiên là màn thể hiện giọng hát cùng chú Tiến Nguyễn, một thành viên Team Châu Phi cùng làm mẫu cho Quang Linh chúc mừng sinh nhật cô Tiên. Sau đó là clip cậu nhóc cùng anh hát chúc mừng sinh nhật Thùy Tiên bằng 3 thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Angola và tiếng Việt. Không chỉ vậy, trong các ca khúc này, cậu bé còn rất tự nhiên, vừa hát vừa vỗ tay, liên tục lắc lư theo nhạc khiến nhiều người không nhịn được cười. Ngoài khả năng ca hát, lôi con còn có những màn vũ đạo vô cùng tấu hài, nhất là màn thi tài năng tìm kiếm Hoa hậu nhí Angola do Thùy Tiên kết hợp với Team Anh tổ chức. Thậm chí nam YouTuber cũng từng tiết lộ chỉ cần cách C2 hộp sữa là có thể nhảy cực sung từ sáng đến tối. Bên cạnh đó, cậu bé còn sống rất tình cảm và hiểu chuyện. Machivado hay tuổi thân khóc nhẹ trong các clip của Quang Linh do bị trêu nhưng vẫn luôn yêu quý chú. Có bánh ngon là chia ngay cho chú Linh ăn. Thậm chí còn tỉ mỉ chọn cái lành lặn mới đưa, chứ nhất quyết không đưa cái vỡ. Khi biết sắp được về Việt Nam chơi, lôi con ban đầu tỏ ra khá hoang mang vì sợ không được quay lại Angola nữa, phải xa mẹ. Tuy nhiên khi biết chỉ là về chơi, cậu bé tỏ ra rất hào hứng, thậm chí còn quay ra an ủi ngược lại mẹ, nhấn mạnh rằng con sẽ về mà, khiến trái tim biết bao người tan chảy. Đây cũng là lý do cậu bé được nhiều người gọi là vitamin hạnh phúc của mình. Mỗi khi tâm trạng trùng xuống, chỉ cần xem các clip của Sếp Boy Châu Phi này là dường như mọi buồn phiền đều tan biến. Được biết, Team Châu Phi đã chia sẻ lại một loạt khoảnh khắc dỗi hờn cực đáng yêu của cậu nhóc này. Cụ thể, chú Linh gọi Sếp Boy Châu Phi sang để cậu nhóc ăn và hứa sẽ dẫn cậu đi mua đồ để chuẩn bị về Việt Nam trong dịp gần nhất. Thế nhưng đang ăn, cậu bé lại bị chú Linh trêu đến phát khóc. Ngay lập tức, lôi con tức giận bỏ ra ngoài sân đứng một mình, ai gọi cũng nhất quyết không chịu vào. Thậm chí khi được các chú gợi ý chào mọi người như thường lệ, cậu bé cũng nhất quyết im lặng. Có lẽ lôi con đang còn gặm nhấm nỗi buồn vì bị chú Linh ghẹo. Lôi con tên thật là Matthew, con trai của thành viên Matiloy. Cậu bé thường xuyên xuất hiện trong các clip cùng Quang Linh Vlog chia sẻ về cuộc sống ở châu Phi. Sự hồn nhiên đáng yêu của lôi con nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt là sau màn từ chối nụ hôn của Hoa hậu Thùy Tiên, cậu bé càng trở nên nổi tiếng hơn, nhất là biểu cảm tiếc nuối khi biết chị gái hôm trước mình vừa từ chối là hoa hậu. Có thể thấy nam YouTuber rất được lòng bà con châu Phi tin tưởng. Dù phải xa con trai trong một thời gian dài, họ vẫn không quá lo lắng. Có lẽ họ tin rằng Quang Linh Vlog có thể chăm sóc tốt cho con gái của mình. Sự tin tưởng tuyệt đối này không phải dễ dàng có được. Ngay sau đó, Quang Linh cũng đã giải thích rõ ràng chàng mình chỉ đưa lôi con đi tầm 1-2 tháng sẽ về. Nam YouTuber cũng liên tục trấn an người mẹ rằng chuyến đi này có cả bố cậu bé nên rất an toàn, không cần phải lo lắng. Không chỉ gia đình lôi con tin tưởng, Quang Linh cũng rất được cậu bé yêu mến. Ban đầu khi được hỏi có muốn sang Việt Nam ở với chú không, Sếp Boy Châu Phi còn ngập ngừng hoang mang. Thế nhưng khi thấy mẹ đồng ý, cậu bé đã nhanh chóng gật đầu. Qua nhiều video do nam YouTuber đăng tải cũng có thể thấy Matthew rất thích được ở bên Quang Linh. Cậu bé thường xuyên cùng bố sang nhà anh chàng chơi đùa và ăn uống, thậm chí nhiều lần anh còn bế lôi con đi làm việc đến thăm trang trại của mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.